đúng tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024, hái lộc xuân mới, tuổi Tân Dậu sinh 1981, được lộc bề trên, làm đâu thắng đó, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng nhét chật két, nếu như biết được bí mật này. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàn thử thách chông gai, muôn trùng khó khăn mỏi mệt, sẽ có lắm lúc tiền ta không có, mà tình ta cũng không một người ở bên, sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước, sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì, tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người, thì cũng dư giả đủ đầy. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ chia sẻ đến quý anh chị tuổi Tân Dậu sinh 1981 biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình trong tháng Tết âm lịch tới đây. Nếu theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn, thì chắc chắn quý vị sẽ có của ăn của để, sống giàu sang hạnh phúc, dù trước đây có vất vả khó khăn nợ nần bao nhiêu, thì bước vào tháng Tết âm này cũng sẽ là lúc cho mệnh chủ rũ bỏ được sạch những điều khó khăn vận hạn đó. Và không để cho quý vị đợi lâu thêm nữa, ngày sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video sau quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, ở độ tuổi này con người đặc biệt dễ mắc phải một tâm lý kỳ lạ mà chúng ta gọi là khủng hoảng giữa cuộc đời. Nhiều người có cảm giác này khi đến một độ tuổi nào đó, họ bắt đầu thu mình lại và cố gắng vượt qua những nút thắt cổ chai, nhưng họ không thể làm gì được. Tại sao mọi người trở nên lo lắng khi họ bước vào tuổi trung niên? Trung niên đã trở thành trụ cột của xã hội và gia đình thì lúc nào cũng phải vững vàng, vì sợ sẽ sa ngã kéo theo cả gia đình. Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy mà người trung niên nói chung cảm thấy rất nhiều gánh nặng, không biết làm cách nào để cải thiện tâm lý tồi tệ này và vượt qua những nút thắt hiện tại. Thực ra, khi bước sang tuổi trung niên, nên duy trì thái độ tự giác và làm nhiều phép trừ trong cuộc sống. Đừng bao giờ làm những điều này mà chuốc thêm phiền phức vào đời. Thứ nhất, tránh ngồi lê đôi mách và giữ mồm giữ miệng. Không những không nên đàm tiếu chuyện của người khác, mà còn là chuyện gia đình của chính mình, cũng không nên nói chuyện với người khác. Nếu bạn nói với người khác về tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống, thay vì đồng cảm với bạn, người khác sẽ nghĩ bạn là một kẻ bất tài. Thứ hai, giữ khoảng cách với người khác phái. Khi mọi người ở độ tuổi trung niên, họ nên ý thức hơn về tỷ lệ. Mặc dù nhiều người trung niên khi đến một độ tuổi nào đó luôn sẵn sàng say nắng, nhưng khuyên bạn, không có tình yêu đích thực ngoài hôn nhân, bạn phải loại bỏ ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu. Những người ở độ tuổi trung niên, cả nam và nữ nên đặt gia đình lên hàng đầu và không nên lúc nào cũng nghĩ đến người thứ ba. Thứ ba, tạm biệt những thói quen xấu. Khi đến tuổi trung niên, người ta phải thừa nhận rằng cơ thể đã bắt đầu xuống dốc và nhiều vấn đề mà khi còn trẻ không để ý đến sẽ dần dần được tìm ra. Khi bước vào độ tuổi trung niên, cơ thể bạn bắt đầu không còn tốt như khi còn trẻ. Đây là điều chắc chắn và bạn cũng nên chấp nhận sự thật này. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, bạn phải bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống. Tốt nhất là hình thành những thói quen sống lành mạnh hơn. Dù bận rộn hay mệt mỏi trong công việc, bạn hãy chú ý nghỉ ngơi. Nếu không, bạn sẽ suy sụp và gia đình mà bạn dày công gây dựng cũng sẽ sụp đổ theo. Thứ tư, đừng sống không có mục tiêu. Khi một người đến một độ tuổi nhất định, anh ta nên hiểu mình muốn sống kiểu gì và sống như thế nào. Nếu một người trung niên vẫn như một thanh niên, thậm chí không biết đến mục tiêu thì quả thật là điều đáng buồn. Là người trung niên hãy thích nghi với cuộc sống và chấp nhận thân phận hiện tại của mình. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Tân Dậu sinh 1981. Một trong những điều đặc biệt làm nên thương hiệu của người tuổi Dậu đó là khả năng quan sát nhạy bén, giỏi nhìn thấu tâm can người khác, bất kể đối mặt với tình huống nào, họ đều có khả năng tìm ra cách ứng phó một cách thông minh và hiệu quả. Trong 12 con giáp, gà được coi là loài động vật nhạy cảm với ánh sáng mặt trời nhất. Vì vậy, người tuổi Dậu cũng được trang bị sự thông minh, nhanh trí, niềm đam mê học hỏi và tinh thần cạnh tranh. Đồng thời, họ còn có trái tim ấm áp, sẵn sàng chống lại bất công và bảo vệ người thân yêu. Tuy nhiên, không ít người sinh vào năm Dậu lại không thể duy trì điều này, mà thường bị chi phối bởi tính cố chấp, bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cả công việc và tình duyên. So với những tuổi khác, người sinh năm Dậu có một loại năng lực tiên đoán mà hiếm khi ai có thể sánh bằng. Đúng hơn, loại năng lực này là khả năng nhìn xa trông rộng, quan sát nhạy bén và nắm bắt tâm lý người khác một cách sâu sắc. Tầm nhìn này có thể giúp họ đạt được nhiều thành tựu lớn nếu biết cách khai thác một cách chính xác và trong thời gian thích hợp. Có lẽ chính vì điều này
họ thường mang một vẻ tự tin và tính kiêu hãnh. Tuy nhiên, dưới vẻ bề ngoài đó, họ luôn có khả năng giữ vững tâm thế bên trong, đồng thuận lợi đạt được thành công. Sự khôn ngoan của tuổi Dậu thể hiện ở chỗ họ thường sử dụng những phẩm chất tích cực khác để bù đắp cho những điểm yếu của mình. Mặc dù điều này đã trở thành đặc điểm nổi tiếng của những người tuổi Dậu, nhưng không phải ai cũng sở hữu phẩm chất này. Về cơ bản, tuổi Dậu mang hai kiểu tính cách, một là nóng nảy và thích thảo luận, còn một khía cạnh khác là sâu sắc và tinh tế trong việc nhạy bén nắm bắt tâm trạng của đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một khía cạnh tiêu cực của tính cách, khi họ thường thích gây gổ với người khác. Tình trạng này thường xuất phát từ việc họ muốn thể hiện tri thức và kiến thức sâu rộng của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Người tuổi Dậu có bản chất đầy nhiệt huyết trong cách họ tham gia vào cuộc sống xã hội. Họ tỏ ra năng động, sẵn sàng bàn luận về mọi vấn đề mọi lúc và thúc đẩy sự tranh luận, thậm chí còn khiến họ phấn khích hơn. Họ thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng và ủng hộ quan điểm của họ. Nếu ai muốn khẩu chiến bằng lý lẽ với họ về một vấn đề, thường sẽ gặp khó khăn vì người tuổi Dậu thường dễ dàng rơi vào việc phê phán quá mức. Ngoài ra, người sinh vào năm Dậu còn sở hữu trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo. Họ luôn nghĩ ra những sáng kiến hay ý tưởng độc đáo nào đó. Tất cả những điều này giúp họ giải quyết thành công các vấn đề phức tạp. Trí tưởng tượng đa dạng và sự sáng tạo phong phú, họ thường mang tới những ý tưởng và khái niệm độc đáo, giúp họ khéo léo giải quyết những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể bị lạc hướng hoặc phản ứng quá mức. Hành động như vậy thường xuyên sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn, thậm chí là phá hỏng các mối quan hệ mà họ đã tận tâm xây dựng. Tài năng quan sát cùng với hoài bão lớn về cuộc sống là điều tạo nên bản chất của họ. Mặc dù, sau khi trải qua thất bại, sự thất vọng có thể làm họ mất niềm tin trong một thời gian, tính cách của người tuổi Dậu thường không thích dựa dẫm vào người khác và họ luôn giữ thái độ thẳng thắn. Tính độc lập cũng là một đặc điểm đáng quý của những người thuộc tuổi Dậu. Những người sinh vào năm Dậu thường có tinh thần độc lập và ưa tự quyết định về cuộc sống của mình. Họ mang trong mình ý thức vững chắc về giá trị bản thân và lòng tự trọng, không muốn người khác can thiệp hay chỉ dạy họ. Tuổi Dậu thích lập kế hoạch mọi thứ một cách cẩn thận, thay vì tập trung vào những vấn đề ngay trước mắt như nhiều người khác. Khả năng này đúng là đáng ngưỡng mộ đối với những người khác. Tuy nhiên, với những người tuổi Dậu, điều này không phải lúc nào cũng mang tính tích cực, vì như đã đề cập, họ không thể chấp nhận việc bị người khác chi phối hoặc can thiệp vào cuộc sống của mình, bởi dù sao đằng sau sự độc lập đó là trái tim mềm yếu cũng dễ bị tổn thương và họ đã quen gánh vác những vụn vặt của cuộc đời một mình. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tạo sự gắn kết hoặc hòa hợp với người tuổi Dậu, điều này có thể tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bạn. Tuy nhiên, may mắn là mối quan hệ của bạn với người tuổi Dậu không phải lúc nào cũng bị cản trở bởi khoảng cách này, miễn là bạn có sự kiên nhẫn và tôn trọng đối tác của mình và sẵn sàng học hỏi từ họ. Bạn sẽ chiếm được sự tin tưởng của người tuổi Dậu thành công. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Tân Dậu sinh 1981, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi khoa học nhận định, người tuổi Tân Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, trưng diện, nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Trên phương diện sự nghiệp, mệnh chủ không duy trì được hứng thú của mình. Có thể khi mới bắt tay vào công việc, bạn rất nhiệt tình, hăng hái, nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm, mà còn đánh mất niềm tin của người khác, gây ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều biến động, bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể. Bạn thường chạy theo người này, người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình, để đến khi gặp khó khăn thì lại chán nản bỏ dở. Tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Tân Dậu âm lịch thấy rằng, hung tinh tiểu hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ tiêu tốn tiền vào những mục đích vui chơi, mua sắm không thực sự cần thiết, khiến túi tiền nhanh chóng cạn kiệt. Trong chuyện tình cảm, người độc thân chú ý đến ngoại hình và chịu mở rộng các mối quan hệ, nên nhận được sự quan tâm yêu mến của khá nhiều người, song bạn cần nhắc nhở bản thân chân thành với mọi người. Chứ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay gây tổn thương cho người khác. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và nửa kia có vẻ lạnh nhạt, cần kịp thời hâm nóng tình cảm. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Dậu sinh 1981, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu ít có khả năng đạt được những bước tiến vượt bậc trên phương diện sự nghiệp vào đầu năm 2024 này. Có lẽ bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn vào nhiệm vụ, tránh để không khí ăn chơi, lễ hội gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình.
Nguyệt lệnh mộc dục đem tới ảnh hưởng lớn tới tinh thần của mệnh chủ. Thời điểm này, bạn thích hưởng thụ, nghỉ ngơi hơn là bắt tay vào công việc. Cho dù mọi người xung quanh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, thì bạn vẫn có vẻ khá nhờn nhơ. Mệnh chủ tan dậu cũng cần nhắc nhở mình kiên trì hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào. Chớ hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng. Khi đưa ra quyết định, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng các mặt khó khăn và thuận lợi. Đừng nóng nổi khiến bản thân vướng phải rắc rối không đáng có. Nếu cảm thấy băn khoăn, mông lung về con đường tương lai, bạn cũng có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Thiên hình là hung tinh còn gây ảnh hưởng xấu đến mệnh chủ, nhất là ở những người quyền cao chức trọng hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác. Mệnh chủ vốn là người giỏi giang bản lĩnh, nhưng lại thường xuyên kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, không nghe theo lời góp ý, khuyên nhủ của người khác. Bạn cần nhắc nhở mình cân nhắc kỹ càng hơn khi làm việc, tránh để xảy ra thị phi rắc rối. Xét phương diện tài lộc, tuổi Tân Dậu sinh 1981, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Dậu có dấu hiệu dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian này. Bạn khó đạt được thành công như người khác, một phần cũng bởi cái tính cả thèm chóng chán, không kiên trì khi gặp phải khó khăn, thách thức. Nguyệt lệnh mộc dục khiến mệnh chủ chỉ hăng hái làm việc trong khoảng thời gian đầu tiên sau Tết, khi mới bắt tay vào công việc. Sau đó, những việc lặp đi lặp lại khiến bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng, hoặc có làm thì cũng làm một cách đối phó cho xong. Chính vì vậy mà đồng tiền chảy vào túi của bạn khá nhỏ giọt. Những người trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm làm ăn nên nhân thời điểm này học hỏi thêm những kiến thức cần thiết. Không nên vội vã bắt chước theo người này, người khác mà rơi vào cảnh thua lỗ. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời nhờ đối phương định hướng cho mình. Bởi nếu không bạn rất dễ lạc mất phương hướng của mình, lại thêm tác động của tiểu hao, đồng tiền chảy vào túi bạn đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Mệnh chủ cần tự nhắc nhở bản thân nên tiết kiệm hơn, tránh phung phí cho những công việc không thực sự cần thiết. Khi đồng tiền eo hẹp, bạn nên hạn chế ăn chơi, trưng diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi ngày Tết. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn. Tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Tân Dậu sinh 1981, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm mới, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực chủ yếu dựa vào cách hành xử của bạn. Ngay từ những ngày đầu năm, người độc thân được mộc dục chiếu mệnh nên đã biết cách quan tâm hơn đến ngoại hình và phong thái của mình. Từ đó nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới hơn. Khi được mọi người yêu mến, bạn cũng nên đối xử với mọi người một cách chân thành. Có như vậy thì tình cảm mới có thể lâu bền. Con giáp này cần hết sức tránh bản tính phong lưu, đa tình, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người một lúc, thái độ vui chơi qua đường, bắt cá hai tay sẽ khiến những người thật lòng với bạn bị tổn thương, khiến hình ảnh của bạn cũng trở nên xấu hơn trong mắt mọi người. Người đã lập gia đình phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tương khắc, dù là thời điểm đầu năm nhưng các cặp đôi vẫn khó tránh khỏi chuyện mâu thuẫn, cãi vã. Hai người hãy tự nhắc nhở nhau rằng một điều nhịn là chín điều lành, đôi bên không nên quá so đo, tính toán với nhau. Đặc biệt là khi Tết nhất, cần giữ cho bầu không khí gia đình được êm ấm, thì sau đó mới gặt hái được nhiều điều may mắn. Mệnh chủ cũng có thể nhân thời điểm năm mới để có cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên, ví dụ như đi du xuân, thăm nom họ hàng. Tin rằng những hoạt động này có thể giúp cho quan hệ đôi bên trở nên khăng khít hơn, bạn và người ấy sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Tân Dậu sinh 1981, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Tân Dậu âm lịch chỉ ra rằng tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Dậu khá tốt trong khoảng thời gian này. Với tinh thần vui vẻ, hăng hái, mệnh chủ Tân Dậu sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc hoặc hoạt động nào. Tuy nhiên, bạn nên tự nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, không nên thức quá khuya, cũng như không nên ăn quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ. Dù đang là Tết nhất, nhưng nếu không chú ý bạn vẫn rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa trong quá trình tham gia giao thông. Bạn cần giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo, đặc biệt không lái xe sau khi uống rượu để tránh những sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng Tết âm lịch của người tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên của 12 con giáp báo hiệu rằng tuần này hung vận khá lớn và nuốt chửng hết những may mắn mà con giáp này có thể có được.
đường tình duyên ảm đạm, có thể sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm của mệnh chủ, khiến cho hai người khó có thể hàn gắn được. Thực thần cho biết tuổi Tân Dậu có thể sẽ gặp được cơ hội làm ăn lớn và thay đổi hoàn toàn vị thế của mình về tiền bạc. Cả người làm công ăn lương và người kinh doanh buôn bán đều có được tài lộc đầy mình. Có lẽ đây cũng chính là điểm sáng nhất trong tuần của những chú gà. Không khí trùng xuống khi nhắc đến vận trình công danh sự nghiệp của mệnh chủ. Thiên hình khiến cho mệnh chủ không giữ được bình tĩnh, mà có thể sẽ nổi nóng, mất kiểm soát vì những chuyện không xứng đáng. Để rồi cuối cùng không thể hoàn thành công việc đúng như mong đợi. Có lẽ mệnh chủ cần phải bình tâm hơn một chút. Nếu bạn muốn thay đổi tình cảm hiện tại thì có thể xin nghỉ phép vài ngày để tình trạng được tốt hơn. Cuối tuần bạn có thể nhìn lại một chút về công việc để giảm thiểu bớt khả năng sai sót, bảo vệ cho những gì mình vất vả mới giành lấy được. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Dậu cho thấy, tuần này có sự xuất hiện của dịch mã động tinh, cảnh báo mệnh chủ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thậm chí phải bỏ thêm nhiều công sức mới có thể có được thứ mình muốn, công việc mới tiến triển tốt. Đầu tuần có cả thiên tài và chính tài cùng trợ mệnh, nhờ thế mà người tuổi Tân Dậu tuần này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Khi mà tiền hết rồi lại có, duy chỉ có thời điểm cuối tuần, số tiền bạc chi tiêu ra quá lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người tuổi Dậu đó. Xét về đường tình duyên, thì tuần này mọi thứ diễn ra với người tuổi Tân Dậu khá ảm đạm. Dù ngoài trời kia nắng vàng rực rỡ, thì sâu trong lòng tuổi Tân Dậu vẫn là những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, khi mà quá khứ tạo ra quá nhiều rào cản để mệnh chủ có thể bước chân đến hạnh phúc. Người đã có đôi nên dành thêm thời gian dành cho gia đình của mình, công việc bận rộn phải đi lại nhiều. Bạn đi làm khi mọi người còn chưa thức giấc và về khi trời đã tối chẳng hạn. Đừng một mình chịu đựng mà hãy chia sẻ thêm với mọi người. Nếu một nửa của bạn không thể chịu được sự nặng nề của câu chuyện bạn đang giữ trong lòng. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu trong tử vi tuần mới này có lẽ sẽ không được may mắn cho lắm khi mà hung vận quá lớn đang bao trùm lên vận trình của con giáp này. Chuyện tình cảm là điểm yếu của tuổi Tân Dậu trong khoảng thời gian tới. Khi mà bạn và người ấy có những mâu thuẫn khó có thể giải quyết được, khiến cho tâm trạng của mệnh chủ luôn trong tình trạng xấu. Thiên Nguyệt Hung Tinh xuất hiện cảnh báo rằng bạn cần phải nhanh chóng vượt qua giai đoạn này, tìm cách giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ. Nếu không về lâu về dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, gây ra nhiều bệnh tật, mà thường thì tâm bệnh có sức công phá cũng chẳng kém gì các loại bệnh tật về thể chất khác. Điểm sáng trong tuần có thể sẽ khiến cho tuổi Tân Dậu cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là túi tiền của mệnh chủ sẽ luôn đầy ắp trong khoảng thời gian này. Tử vi năm 2024 cho thấy, chính tài và thiên tài cùng hợp sức lại lôi kéo tài lộc, giúp cho người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có một tuần khởi sắc về tài lộc. Công việc của mệnh chủ thì không được suôn sẻ như vậy, tỷ kiên mang đến những biến chuyển khá lớn. Có thể nói, thành hay bại trong công việc tuần này đều phụ thuộc vào chính bản thân tuổi Tân Dậu. Nếu con giáp này cân bằng được cảm xúc và lý trí để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình, thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Tân Dậu cho thấy, mệnh chủ trong khoảng thời gian này cần thận trọng, bởi Bạch Hổ Hung Tinh đang có âm mưu, khiến cho con giáp này dễ gặp phải tai nạn hay họa huyết quang. Dù có chuyện gì xảy ra thì sức khỏe và tính mạng vẫn là quan trọng nhất, đừng bao giờ quên điều đó. Có thể tình yêu mới là thứ khiến bạn thấy chán nản và thất vọng nhất trong khoảng thời gian này, chứ không phải chuyện an nguy của bản thân, dành cho người ấy rất nhiều tình cảm. Tuổi Tân Dậu cũng mong muốn rằng tình yêu của mình kết thúc có hậu, chứ không phải mãi mãi chỉ là tình đơn phương, không có được điều mình muốn. Con giáp này tưởng chừng chẳng còn gì là quan trọng nữa, tinh thần làm việc sa sút cũng bởi chuyện tình cảm, khiến cho tâm trạng tuổi Tân Dậu không vui. Thương quan cho thấy mệnh chủ thiếu tập trung vào công việc, thay vào đó mệnh chủ dành thời gian nhiều hơn cho những việc riêng tư. Cũng may cho con giáp này khi mà tinh thần suy sụp như thế, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc, mọi thứ đã vào guồng, dòng tiền vẫn không ngừng chảy vào túi con giáp này. Có điều, cuối tuần mọi chuyện sẽ không bình an như vậy khi kiếp tài nhúng tay vào và xúi dục mệnh chủ mua sắm quên sầu. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công,
may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về người con Hàn Bá Du. Thời nhà Hán xưa kia có một người con hiếu thảo tên là Hàn Bá Du. Ông chăm sóc mẹ vô cùng cẩn thận, mọi việc đều ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dạy. Dù học vấn của ông ngày một cao hơn, nhưng ông vẫn ghi nhớ kỹ những lời mẹ đã dạy. Bởi vì mẹ của Hàn Bá Du dạy con vô cùng nghiêm khắc, nên chỉ cần ông bất cẩn làm sai chuyện gì là sẽ bị mẹ dùng roi đánh đòn. Dù rất đau, nhưng Hàn Bá Du luôn cố chịu đựng, không dám cãi lại lời mẹ. Có một lần, ông lại làm sai. Khi bị mẹ đánh, Hàn Bá Du khóc rất lớn. Mẹ ông thấy vô cùng kỳ quái, hỏi con: từ trước tới nay mẹ đánh anh nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc, sao hôm nay lại khóc lớn như vậy? Hàn Bá Du vừa khóc vừa trả lời: trước đây lúc mẹ đánh con cảm thấy rất đau, cho thấy mẹ có sức lực của tuổi trẻ, thân thể vẫn khỏe mạnh. Nhưng hôm nay mẹ đánh con lại không còn thấy đau nữa, chứng tỏ sức lực của mẹ đã dần suy yếu, sức khỏe không còn được như xưa, cho nên con rất buồn rồi cứ thế khóc không ngừng được. Sau đó, câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, mọi người đều khen ngợi Hàn Bá Du là một người con vô cùng hiếu thảo. Cả cuộc đời này, món nợ lớn nhất mà bạn mang chính là mắc nợ cha mẹ, mắc nợ hai người đã sinh ra bạn. Cha mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, chăm sóc, trợ giúp ta lớn nên thành người. Công ơn to lớn ấy, báo đáp cả đời cũng không hết. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Cha mẹ vừa là ân nhân, vừa là người yêu thương và thân cận với ta nhất. Hai người đã đưa chúng ta đến với cuộc đời này rồi lại dày công chăm bẵm mỗi ngày, cho nên nhất định phải biết trân quý từng giây phút tốt đẹp có cha mẹ ở bên cạnh. Những việc tốt với ta, cha mẹ sẽ không tiếc công sức để làm hết cho ta. Đồng thời phận làm con cũng cần phải biết, mỗi người là một cá thể độc lập, sớm muộn gì cũng phải từ biệt, ai rồi cũng phải tự phụ trách cho cuộc đời của chính mình. Nhưng mỗi người không thể chỉ biết sống cho bản thân mình. Đời người rất ngắn, người nên quý trọng thì phải coi trọng kịp thời. Lúc cần phấn đấu thì hãy tận lực cố gắng, đừng để tương lai phải hối hận. Mỗi người làm cha làm mẹ đều muốn trao cho con mình những thứ tốt đẹp nhất. Nếu như hỏi trên đời có tình yêu nào không cần hồi báo, như vậy chỉ có thể là tình yêu cha mẹ dành cho con mà thôi. Có thể bạn đi làm bạn có nhiều mối quan hệ, có bạn bè, có đồng nghiệp.
Khi bạn kết hôn, bạn sẽ gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không thể thay thế được hai người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là cha mẹ. Vậy nên, mắc nợ cha mẹ là món nợ lớn nhất mà ai cũng mang và đều phải trả. Nhưng cha mẹ rồi cũng đến ngày phải già đi. Những người làm con cái nếu như có thể thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn với cha mẹ, cùng họ trải qua tuổi già được quây quần bên con cháu, thì thật tốt biết bao. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao quen thuộc này là truyền thống hiếu thảo từ bao đời nay của người Á Đông nói chung và dân tộc Việt Nam ta nói riêng. Phận làm con cái, đừng bao giờ nói bạn không muốn đến với cuộc đời này, nên không cần phải hiếu kính lại cha mẹ. Không ai trong chúng ta biết được trước sự sống là những gì. Đó không phải vấn đề muốn hay không muốn, mà là đã sinh ra trên đời rồi thì phải làm sao. Vậy vì sao nói cả cuộc đời ta chỉ mắc nợ cha mẹ mà thôi? Dù cha mẹ không thể tốt đẹp như bạn mong muốn, cha mẹ không phải người hoàn hảo, thì bạn vẫn mang nợ cha mẹ. Có những người con bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, vẫn nợ một lần được sinh ra. Con cái nếu cho rằng cha mẹ đã sinh ra mình, thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm bẵm mình, thì suy nghĩ đó chính là một sự bất hiếu, ngược đời. Rồi những người con như vậy lại không muốn sinh con nữa, vì căn bản họ không cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng nào trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Điều này thật đáng buồn. Về phần cha mẹ, có nhiều người mang tư tưởng yêu thương gắn liền với sở hữu. Càng thương một người thì cần muốn người đó là của riêng mình mà thôi. Cho nên cha mẹ thương con, hy sinh vì con cũng không tránh khỏi quan niệm để nối dõi tông đường, xem con cái là thế hệ tiếp theo để kế thừa ý nguyện, gửi gắm nguyện vọng, ước mơ chưa hoàn thành của bản thân. Có bậc cha mẹ thậm chí còn xem con cái là một loại tài sản, một công cụ, khoản đầu tư để kiếm lợi. Nếu cha mẹ dùng đạo hiếu để ép buộc con cái sống theo ý mình, dù mục đích là mong con hạnh phúc, thì chưa chắc con cái đã cảm thấy dễ chịu với sự sắp đặt đó, càng không nói đến trường hợp cha mẹ hy sinh con cái vì lợi ích của bản thân. Bởi vậy, một mối quan hệ gia đình hạnh phúc, tốt đẹp cần đến sự cân bằng của cả hai bên cha mẹ và con cái. Cha mẹ cần tôn trọng, tạo điều kiện cho con phát triển và sống đời sống của riêng con. Cha mẹ làm tròn trách nhiệm dưỡng dục, dạy dỗ trên cơ sở xem con là tâm hồn cần trân trọng hơn là một bản sao, một vật sở hữu của mình. Còn con cái có nghĩa vụ vâng lời cha mẹ. Nếu điều đó là đúng đắn, làm vui lòng cha mẹ trong khả năng của mình, sống tốt, quan tâm, thăm hỏi và chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Mọi thứ đều dựa trên sự cân bằng, nhưng không phải bằng mọi giá. Cả cuộc đời này, người mà bạn mắc nợ nhiều nhất và duy nhất chỉ có cha mẹ mà thôi. Cho dù bạn giàu có hay nghèo đói, cho là người dân bình thường hay quan lại quyền quý, đều phải ghi nhớ đối xử thật tốt với cha mẹ mình. Người xưa có câu, bách thiện chi thủ hiếu vi tiên, điều thiện có rất nhiều, nhưng chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, bởi không gì sánh bằng chữ hiếu. Khi con ra đời, một tiếng cha gọi thật đơn giản, nhưng cha chính là người để con dựa dẫm cả đời. Một tiếng mẹ gọi thật dễ dàng, nhưng mẹ chính là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Cha mẹ là người cho ta sinh mạng, người dạy ta trưởng thành. Cha mẹ yêu thương ta vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia phải có điều kiện thì mới yêu ta. Ở trong mắt cha mẹ, ta giỏi giang cũng được, ta sa sút cũng không sao, vẫn cứ là tài sản quý giá trong tay cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Cha mẹ càng già đi, thời gian để ta ở bên cạnh cha mẹ ngày càng rút ngắn lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi được. Ai cũng bận rộn ngày ngày kiếm tiền, giờ giờ giải quyết công việc, liệu có được mấy dịp trở về nhà ăn cùng cha mẹ bữa cơm, nói vài câu chuyện với cha mẹ mà không vội vội vàng vàng. Gia đình như bến cảng để con thuyền tránh gió, ngoảnh đầu lại vẫn chỉ có cha mẹ ở nơi quê nhà ngóng trông từng bước chân con cái trở về. Để trả món nợ sinh thành, người làm con tốt nhất vẫn là cố gắng sống tốt và hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Làm cha mẹ vui lòng không phải lúc nào cũng ngay theo ý cha mẹ răm rắp, vì cha mẹ cũng là người, cũng có lúc đúng lúc sai. Cái gọi là trả nợ, thực tế là tâm ý hướng tới của mình, chứ không phải chỉ có vật chất. Không có mục tiêu thì trả sao cho dứt, trả bao nhiêu mới hết và trả bao giờ thì xong. Cha mẹ già rồi, xin đừng để họ cô đơn. Cha mẹ lớn tuổi rồi, xin hãy chăm sóc họ nhiều hơn. Cha mẹ khổ cực nhiều rồi, xin hãy yêu thương họ thật nhiều. Nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo, để thấy chúng ta đã hiểu sai như thế nào. Thật ra tâm nguyện của cha mẹ rất đơn giản, không phải nhìn xem ta kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu năng lực ngoài xã hội để đem lại cuộc sống giàu sang đến đâu cho họ, mà cái cha mẹ cần chỉ là nếu có thể ta dành thêm thời gian về nhà, để cả gia đình được đoàn viên ăn cùng nhau bữa cơm nhà. Suốt cuộc đời này, ta mắc nợ cha mẹ quá nhiều, nhất định phải dốc lòng mà trả lại món nợ không bao giờ sòng phẳng ấy. Có như vậy thì đời người mới coi như viên mãn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.